Tỷ phú Mark Cuban, từ chàng trai học nghề gì cũng dở thành nhà đầu tư nổi tiếng. Không quan trọng bao nhiêu lần bạn thất bại, mỗi lần sẽ chỉ khiến bạn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn. Bạn chỉ cần đúng một lần duy nhất mà thôi, hãy nhớ là chỉ cần một lần. Mark Cuban là doanh nhân, nhà đầu tư, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Ông cũng là chủ sở hữu của đội bóng rổ NBA Dallas Mavericks với khối tài sản được tạp chí Forbes ước tính là khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, khi còn nhỏ Mark Cuban phải đi gõ cửa từng nhà để bán đồ lặt vặt. Trước khi trở nên thành công và giàu có, ông từng có một thời gian lận đận khi học nghề gì cũng thất bại, bán sữa không thành công và bị tống cổ khỏi một công ty phần mềm. Sau đây là 6 thất bại cay đắng mà tỷ phú Mark Cuban đã từng trải qua. Học nghề gì cũng dở. Thời còn sinh sống tại quê nhà, một thị trấn nhỏ gần Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mark Cuban được cha mẹ khuyến khích nên học thêm một nghề nào đó để dự phòng cho tương lai. Đây rõ ràng là một lời khuyên đúng đắn và thiết thực, ngoại trừ một vấn đề nhỏ, đó là Cuban hầu như học nghề gì cũng tệ. Ngay khi mới tập làm thợ mộc, chàng thanh niên Mark Cuban nhanh chóng phát hiện mình không có năng khiếu với nghề này. Chuyển sang học nghề đầu bếp thức ăn nhanh, Cuban chỉ có thể biết chế biến thực phẩm chín hay chưa khi bốc ăn thử. Còn ở vai trò người bồi bàn, anh cũng phải đánh vật để mở được nút chai rượu vang. Bài học rút ra là, bạn không cần phải làm tốt mọi thứ, giống như câu nói nổi tiếng của tỷ phú Mark Cuban. Không quan trọng bao nhiêu lần bạn thất bại, mỗi lần sẽ chỉ khiến bạn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn. Bạn chỉ cần đúng một lần duy nhất mà thôi, hãy nhớ là chỉ cần một lần. Kinh doanh sữa thất bại. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Indiana, Cuban từng có thời gian làm việc tại một cửa hàng máy tính. Nhưng chàng thanh niên trẻ này quyết định rời bỏ công việc vì họ không nhìn thấy tương lai của máy tính. Sau khi tình cờ nhìn thấy một quảng cáo về sữa, Mark Cuban cho rằng mọi người đều cần sản phẩm này. Lợi nhuận sản phẩm lại khá và hầu như hương vị của sữa bột thì cái nào cũng na ná nhau. Thế thì tại sao lại không đầu tư vào nó nhỉ? Cuban nghĩ thầm và quyết định kinh doanh sữa bột nghiền. Đáng tiếc việc kinh doanh này nhanh chóng thất bại như sữa hòa tan với nước. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ nó là một việc kinh doanh chết và nó sẽ chỉ kéo dài được vài phút, tỷ phú Mỹ Mark Cuban chia sẻ. Bài học rút ra rằng, đừng đánh giá sai về thị trường hoặc sản phẩm. Các sản phẩm sữa thành công hoàn toàn có lý do của nó, và phán xét theo sở thích của một mình bạn không thể tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững được. Bị sa thải khỏi một công ty phần mềm. Sau khi chuyển tới Dallas, Cuban tìm được một công việc bán hàng đầu tiên của mình tại một công ty mang tên Jobinini Software. Nhận thấy sự hạn chế về kiến thức phần mềm, Cuban tự học bằng cách đọc tất cả các hướng dẫn sử dụng và đi xa hơn để tìm kiếm khách hàng mới. Nhưng sự chăm chỉ và nhiệt huyết không giúp Cuban ở lại công ty lâu. Sau chưa đầy một năm làm việc tại công ty này, anh đã bị sa thải vì sáng kiến của mình. Cuban đã tự ý chốt một đơn hàng lớn với khách, đi ngược lại ý muốn của CEO công ty. Kết quả là khi hí hửng cầm tấm check trị giá 1.500 đô la Mỹ quay về văn phòng, anh chàng ngỡ ngàng vì phát hiện ra mình đã bị đuổi việc. Sự cố này càng khiến Cuban muốn được làm chủ công ty của riêng mình. Đó cũng là lý do tới tận bây giờ Cuban vẫn coi vị CEO đã sa thải ông là cố vấn ngược. Vị doanh nhân nổi tiếng này bộc bạch, thậm chí tới bây giờ tôi vẫn cố nhớ về những việc mà anh ta đã làm để có thể hành động ngược lại. Không đủ tiền để thanh toán hóa đơn. Một lần khi được hỏi về điều mà các doanh nhân thành công nên trải nghiệm, Mark Cuban không ngần ngại đáp lại rằng về đến nhà và thấy cả căn phòng tối om vì không đủ tiền trả hóa đơn tiền điện. Đó vừa là nguồn động lực to lớn lại vừa là nỗi xấu hổ khó quên. Với tỷ phú Mark Cuban thì câu chuyện này rút ra được bài học rất đơn giản. Hãy để sự xấu hổ và nỗi đau khi thất bại trở thành động lực giúp cho bạn đứng lên, chiến đấu và chiến thắng. Đánh giá sai tiềm năng của một ngôi sao NBA. Sau nhiều lận đận, Mark Cuban cuối cùng cũng giành được thành công đáng kể khi thành lập MicroSolutions và bán lại công ty với giá là 6 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là cột mốc đầu tiên cho rất nhiều thương vụ làm ăn phát đạt sau này của ông. Đến năm 2000, Mark Cuban thậm chí đã có thể mua phần lớn cổ phần của đội bóng rổ NBA Dallas Mavericks. Dưới sự dẫn dắt của Mark Cuban, tỷ lệ thắng của đội đã nhảy vọt từ 40 đến 69%. Tuy nhiên, thất bại vẫn chưa buông tha cho ông. Cuban cho biết sai lầm lớn nhất của mình là không gia hạn hợp đồng cho Steve Nash. Sau khi rời khỏi Dallas Mavericks, Steve Nash đã gia nhập đội Phoenix Suns và giành danh hiệu MVP, vận động viên xuất sắc nhất trong hai mùa giải liên tiếp.
Nhà đầu tư tài ba thừa nhận việc đánh giá sai tiềm năng của Steve Moss là thất bại nghiêm trọng trong phán đoán của ông. Cuban kể lại rằng, chúng tôi đã chắc chắn cậu ta không thể nào đạt MVP 2 mùa liền và tôi đã mắc sai lầm lớn khi không gia hạn hợp đồng với Steve Moss. Bài học rút ra là, đừng vội nghe theo lời khuyên xấu mà hãy tập trung giữ vững tài sản của mình. Đừng đánh giá thấp những gì mà một tài năng có thể làm được dù có hay không có bạn ở bên. Show truyền hình đầu tiên chết từ trong trứng nước. Không thể phủ nhận rằng Mark Cuban là một trong những nhà đầu tư thành công nhất góp mặt trong chương trình Shark Tank, chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của đài ABC Mỹ nhằm kết nối các nhà khởi nghiệp sáng tạo với các nhà đầu tư mạo hiểm. Thế nhưng đây không phải là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên có sự xuất hiện của Cuban. Chương trình đầu tiên của ông xuất hiện mang tên The Benefactor với 16 thí sinh thi đấu giành giải thưởng $1,000,000 cùng với Mark Cuban là giám khảo dự kiến phát sóng năm 2004. Tuy nhiên, do bị đánh giá thấp, The Benefactor đã chết trước khi được lên sóng. Đây là một ví dụ điển hình cho câu ngạn ngữ Mỹ. Nếu lần đầu bạn không thành công, hãy thử và thử lại. Điều này có vẻ hoàn toàn đúng với nhà đầu tư sinh năm 1958. Giờ đây, Shark Tank là chương trình truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất vào mỗi tối thứ 6 ở Mỹ dành cho khán giả từ 18 đến 49 tuổi. Vậy nếu như lần đầu bạn không thành công thì sao? Như Mark Cuban đã viết trong một cuốn sách của ông, không quan trọng là bao nhiêu lần bạn làm gần đúng, không ai biết hoặc quan tâm đến thất bại của bạn và bạn cũng nên làm như vậy. Cuối cùng, khi bạn thành công, mọi người sẽ nói rằng bạn may mắn như thế nào.